Chương trình Long Phụng Mừng Xuân xin được phép bắt đầu. Chạy qua đây liền.
Lê Hoàng cùng vũ đoàn Lân Sư Rồng Khánh Long xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, sân khấu Lê Hoàng và nghệ sĩ Kim Ngân xin kính gửi lời chúc đến quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Và đây cũng là lời mà nữ nghệ sĩ Kim Ngân muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối đêm nay. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục mở màn vừa rồi ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tiếng hát của nam ca sĩ Đình Phước qua liên khúc bài ca Tết cho em và nhớ nhau hoài. Một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Đình Phước. Xin kính quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, bài hát từ đề Nhớ Nhau Hoài. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Nhân dịp xuân Mậu Tuất, Đình Phước xin chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và đặc biệt là vạn sự như ý được không ạ? Xin mời quý vị. Em ở nơi nào có còn mùa xuân không? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Rừng ngàn lá gió
đêm nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Xin cảm ơn quý vị. Xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của nam ca sĩ Đình Phước và chúc anh có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và đắc show nha. Kính thưa quý vị, sau những cái màn múa lân và ca nhạc như thế này thì chúng ta sẽ bước vào chương trình gồm một chuỗi những tiết mục hậu quảng và sẽ mang lại cho quý vị khán giả rất nhiều ngạc nhiên và bất ngờ. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ca cảnh Khói Lửa Biên Thùy do nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh và nghệ sĩ Hoài Thanh thể hiện. Một tràng pháo tay thật lớn cho ca cảnh Khói Lửa Biên Thùy. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời ta nóng quê hương mình đau buồn, loạn y cốt thương lứa đôi lìa. Dược trong gai chỉ trái sông hồ dây dùng là chính nhân rối dung dăm đường hoàng hà. Vì quê hương gió sương rộng làm nao lòng, và nghĩ chiến trình phía thân nguyện. Tình mình sẽ mãi gần ngàn đời không phôi phai, giữa mãi quê hương ai được mong. Thân hao gầy hao mòn, tình đôi ta sáng như trăng tròn đêm rằm. Lòng chung quê đi trao cho chàng trọn đời, buồn không đêm cô vẫn son nhà mơ. Phu nhân, trời đã về khuya, sao nàng không vào trong nghỉ an giấc điểm? Phu quân ơi, thấy thương cho chàng dạt gió dạt sương, mà chàng vẫn chưa ăn chút gì. Dạ. Chuyện gì? Dạ, quân giặc đang công phá thành trì, thần vào đây phi bao. Lui, truyền tả quân dục cho lên yên, nhắm hướng cái thành thần tiên. Ngoài biên cương giặc dữ, lấm le tấn công kinh thành, cấp tốc lên đường ngăn chống quân giặc ngoài tâm. Nàng đừng cản bước, làm mềm lòng dũng ngược. Phu quân à, lòng ta nấu đung hờn căm. Kinh nghe tiếp vương bài, nhưng chàng hát nên bình tâm. Giang cơm tổ chiến, thông bình như khi ra trận. Phu nhân, phu quân à, trong giây phút này giặc cầm bao chi, ta phải cùng đạo quân dục cho lên điên để tiêu diệt quân thù. Phu nhân, xin được cả ta. Phu nhân, phu nhân. Ah,
ân tay sống hát đâu mà tân tử xem thường quý vị chẳng nàng nào tha. Trong giờ phút chia tay, ta muốn cùng phu nhân cạn chung tử đàm. Xin đa tạ phu quân. Thế nữ truyền ban cúc tử. Phu quân ơi, sắp đến giờ chạc chục gió buôn cư, thiếp có đôi dung tống tử để tiện bước chân hùng anh. Đây chung thứ nhất, chung thứ nhất này thiếp chúc chàng dục gió bon cương ra ngoài trần mạc, trổ thật quay quy vũ hiên ngang. Phu nhân, trong tên đạn chẳng mạc sinh sự. Được, chung thứ nhất ta xin nhấp cạn. Còn đây, đây là chung rượu thứ hai, thiếp chúc chàng đi không đổi tên, về không đổi họ, đẹp mắt rộng rạng danh dụng tư. Phu nhân, rượu nồng quên cơn kính giang hùng anh chàng đi. Chống giặc bao ta mỗi giây tơ hồng bên giặc trăm năm, bên giặc trăm năm dù ta xa cách. Sắp tàn giờ biệt ly ta chia tay, xin nên tôi buồn gạt lệ bi ai khi trong đêm tàn cánh. Từ đây cách xa người làm thân trai, phải ngang đôi mặt giặc thù. Nhưng kẻ nơi xa trường, người chờ cô liên, dù bao năm tháng ngàn thiên lý hay nơi trùng khơi, chân không đổi dời trên bên bên nhau. Sẽ điểm quân lương khai thành phát pháo. Phu nhân hạ à, vui lên mà tiếng ta cất bước hẹn mũi trùng quang. Là ngày nước non sạch bóng quân thù. Ta quyết sống phá trong khói lửa mật tù. Tai nghe bồi hồi sao khi non nước thanh bình tai lại ngâm.
tâm đời chờ. Thanh tàn quân xâm loạn, non nước mai đây sống trong thanh bình. Giờ lên đường ra chiến trường xa, hẹn ngày quốc cái hoàng gia, là ngày con nước nhà nhà an vui. Phu nhân, phu quân, quân tướng trong lệnh. Lệnh ta truyền, Bình Khí Tụ tối tân binh vệ, quân sư đoàn hùng liệt quy nghi, truyền tam quân đưa khởi quốc kỳ, rạng minh nhật tướng quân mình chiến. Trong vai Triệu Tử Long, nghệ sĩ Bạch Lợi trong vai Kiều Công. Và bây giờ trích đoạn Về Đất Kinh Châu xin được phép bắt đầu. Quốc thái gia lâm. Quốc thái gia lâm.
mời hoàng tỷ nhập dinh. Hoàng đế vào trước. Xin tuân lệnh. Hoàng đế dùng với tí cho vui. Dạ dạ. Hoàng đế này. Dạ. Mấy hôm nay đông sắp về, ngoài trời tuyết se lạnh. Vì cảm thấy trong người không được khỏe, cho nên mới báo trù phòng dọn tiệc để mời em sang đây. Không ngờ ta chưa kịp sang thì hoàng đế đã cho người thinh. Dạ thưa chị, em mời chị sang đây để bạc qua điều hễ trọng. Điều hễ trọng à? Điều gì mà hễ trọng vậy hoàng đế? Dạ kính hoàng tử, đang đi ra cái chuyện này em giận chị mới đúng đó. Giận chị? Tại sao lại giận chị? Giận chuyện gì mới được chứ? Kinh hoàng tỷ, Như quận chúa là con của chị. Đúng rồi. Nhưng cũng lại là cháu của em. Phải. Tại sao chị định giữ du quy cho Ngô quận chúa mà không thèm nói với lão già này một tiếng vậy? Dạ chị. Cha cha, mới nghe qua như sấm nổ ngang tai. Hoàng đệ, dạ, phải cân nhắc cho rõ ràng, hay là để nghe thị phi đồ cái. Dạ thưa chị, chính em nghe dân chúng xôn xao trong nội thành hoài hoàng hôn. Đàn quân nương sắp đinh hôn theo chậm hà, lưu sứ quân tấn kinh châu quyền phi chấp chương đến đông. Rằng có lệnh của mẫu hoàng
phiền kim nhan ngự giả nơi dinh kiều quốc cơ. Để hãy để cho ta định liệu. Dạ. Chúa công đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đức. Từ kính châu cửu quận nhập thiền môn xin ra mắt Dương huynh, xin ân trên soi xét thương tình cho hai họ Lưu Ngô bái kiến. Hay, hay lắm. Ngô hầu xin đáp lễ, mừng Lưu sứ Kinh Châu, xin thỉnh nhập thiền môn để cùng nhau đàm đạo. Dạ. Mừng được thông gia kết nghĩa, Ngô Lưu hai họ một nhà. Đăng lý tôi mời Lưu sứ đến điện Kim Loan, thì đây đó rõ ràng quốc thể. Liễu mẫu hoàng muốn Lưu sứ nhập Cam Lộ tự để cho người diện kiến Long Nhan, rồi sau đó sẽ cho đôi bên phối nhau. Dạ, cảm tạ ơn đức hoàng nương hạ cố, ngàn đời còn cám nghĩa Ngô hầu, cầu trời cho hai họ được nên duyên để giữ vững yên lành hai nước. Nếu Đông Ngô Kinh Châu là một, cùng chung lòng tạo sức mạnh chống ngăn, thì dẫu Tàu A Mang có xảo trá mưu mô, có tướng giỏi binh hùng cũng không làm gì ta được. Hay, hay lắm. Lời Lưu sứ đã hợp ý ta, nếu hai bên hợp sức chống ngăn thì Tàu mạnh đức không còn mạnh gia. Quốc thay gia lâm, tất cả chứng tay nghìn tiếp. Diệt Tàu mạnh đức chỉ để ba còn lại một.
dạ bẩm quốc mẫu. Vì thế cho nên tôi đang mong mỏi đợi chờ, mãi được lệnh giữ dưới huynh mời. Tôi không ngại gì xa xôi hiểm địa, vượt ngàn trùng muôn dặm trùng dương, đến Đông Ngô để cầu quá mẫu hậu. Nếu không chê lưu quyền đức mọn, thì xin võ hoàng đích bác chủ hồn. Thật đáng tiếc những lời châu ngọc đã tỏ ra khiêm nhường kính trọng, lại còn thật tình giáo kết hiệp một nhà hai nước cố lưu. Nếu mai sau hai nước một nhà sẽ hiệp thành ban giao, thì ổ tàu A Man nó có hồn cũng không thể nào một chống lại hai. Đội ơn quốc mẫu. Tùy tùng gọi là hổ vệ đó mà. Tùy tùng hổ vệ à? Nhưng sao ta trông có vẻ hoài phong lắm lắm, phiền lưu sứ hài danh hài tanh. Bẩm quốc mẫu, nó chỉ là một tên tiểu tốt ở đất Kinh Châu. Nó là một kẻ vô danh mà người ta thường gọi là Thường Sơn Triệu Tử. Phải, Triệu Dân, Triệu Tử Long, Triệu Tử Thường Sơn cũng là nó đó. Lắm trận đó
Âu Trả Tân Đột Quan Nhất Nhân Nhất Mã Tóm Thủ Bình Bình Na sao lại có bệnh đau khởi chi?
tử tác hả? Dạ dạ thưa lĩnh mẹ, và người cầm quyền tử tác là ai? Ai? Dạ dạ là tiểu tướng Giả Quê đó mẹ, Giả Quê, Giả Quê. Giả Quê à? Dạ. Quân! Trúc nã Giả Quê, vào đây ta xem lá gan của nó bao lớn. Dạ, thần tiểu tướng Giả Quê dập đầu ra mắt quốc thái. Giả Quê đó à? Dạ. Nghe ta hỏi. Dạ. Ai xui biểu mi dám động binh động đao dưới yên tiệc của ta vậy hả? Dạ dạ bẩm quốc thái, xin quốc thái hại hà chi lượng, cho con đây trần tố đôi lời. Con nào dám khi lệnh biển trời, xin quốc thái hại hà thẩm xét. Ai xui ngươi làm loạn? Dạ. Ai? Dạ dạ chẳng ai xui bảo, việc này là do bời. Bởi do ai? Do ai? Dạ do con. Do ngươi à? Dạ. Tại sao ngươi dám làm náo loạn yến trung? Được quân. Dạ. Tội của nó không phải là nhỏ. Hãy mang nó ra soát trường sứ cam. Dạ. Tại trạm thủ để cho tôi có đôi lời khuyên giải nhất ngôn. Dạ dạ xin mẫu nghi mở đất yêu sinh mà tha cho Giả Quê khỏi tội rơi đầu. Dẫu cho đó cố ý hay vô tâm cũng không nên truyền quân trạm thủ. Ai lại giết người, ai lại làm cho máu đổ đầu rơi? Và lại quay danh của quốc mẫu chẳng khác gì bể rộng non cao, thì nên tha thứ cho kẻ lầm lỡ nhân quen. Hãy lòng lòng mà khoan, còn đối với con lúc nào nghe lời mẹ dạy, đầu con ai có ngồi để ngồi đau sang cả, chân ngồi lần yêu kinh dối mong quá thật. Bởi con vô tâm mời gây ra náo loạn, tội của con là tội đang rơi đầu. Tôi mong quốc thái hài lòng, lòng bao dung đang lý ra tội của người phải phân thay vàng đoàn. Nhân ta nghĩ tình lưu xứ mà thứ tha. Dạ đội ơn quốc thái. Lưới. Cảm ơn. Dạ thưa thưa. Này lưu xứ. Dạ. Lưu xứ từ Kinh Châu mới đến, tuy mới diễn kiến nhưng ta đã hài lòng. Giả lại lưu sư là dòng dưỡng gia hết thức, đáng để cho con gái ta gửi phận ca đằng. Ngày mai này trước mặt trăm quan trào sĩ, ta sẽ tác hợp chủ môn cùng quận chúa Đông Ngô và Kinh Châu lưu sư. Đội ơn quốc mẫu lĩnh mẹ. Dương Nhi, con hãy truyền lệnh khắp trong thành ngoài tỉnh, nói rằng quận chúa Đông Ngô
sẽ cùng Kinh Châu Lưu Sư dày diễn cầm sát mẹ. Kính lễ sẽ là Kinh Châu cứu mẹ. Một lời đã hứa, bốn ngựa khó qua, làm con chớ cái lời già, làm chúa phải tuân hành theo quốc luật. Chúng ta sẽ đến với trích đoạn Hằng Nga Hậu Nghệ với sự tham gia của chuông bạc vọng cổ Nguyễn Văn Hợp và nghệ sĩ Kim Tiến. Đây là trích đoạn của tác giả Quang Nhã. Một tràng pháo tay thật lớn cho Hằng Nga Hậu Nghệ. We'll be right back.
kìa, người đẹp của quả nhân. Bệ hạ, không khay thánh thượng Gia Lâm nên tiếp nghinh chậm trễ. Ấy ấy ấy, không nên đa lễ, hãy bỏ qua nghi lễ của triều đình để tình phu phụ được đượm nồng hương lửa. Hằng Nga. Bệ hạ. Hằng Nga. Ta yêu nàng đắm say, câu ân tình muôn thuở không phai. Qua bao ngày đắng cay, nay dương tiền ta nắm trong tay. Thiếp xin vạn đổi ơn ngài, tình yêu thương tháng rộng năm dài. Gặp trong bốn phương chúng dân thái an, ta thấy lòng hạnh phúc cao dân. Nếu chàng thương dân chúng, đành nào gieo cánh sơ cầu, làm cho non nước lầm than nỗi đau chuông dấu âm kia. Xót xa tham biệt hai nền nôi đi, quả nhân đắc tri. Âm giọng của chàng luyện dược thường sinh, làm cho dân khổ nơi nơi kêu gào. Xưa hậu nghệ ta từng cựu nhân độ thế, bắn mặt trời đem lại no ấm cho ngàn nơi, thì ngàn nay chỉ có 100 đứa trẻ để đổi lại sự bất tử cho ta. Thì sự hy sinh đó có chi đâu là quá đáng. Bệ hạ, bệ hạ. Sai loạn phòng. Dạ, 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 dạ. Chuyện gì? Dạ, muôn tấu hoàng thượng, trường sinh dược của hoàng thượng đã được luyện thành. Trường sinh dược. Cho ta đã có trường sinh dược, hậu nghệ ta sẽ trường sinh bất tử, hậu nghệ ta sẽ trường sinh bất tử. Lòng thích thai thuốc tiên về tay, qua mấy năm mong chờ mỗi mòn. Hằng Nga.
chàng đã dốc dòng riêng tư mà sai đường lạc lối. Quỳ đi thuốc trường sinh tiếp cuốn chàng tư hối mà thức tình tâm linh nẻo sang ngơ quay về. Sự sẽ bị bận nhớ một bào vua hung tàn độc ngang, đeo đánh mất lương tri và trở thành tâm cuồng sáng, theo bụi cát vùi chôn hoài bão của anh hùng. Thằng nha, trả lại đi, trả xuống dưới cái ba. Loan ta phiền nạn chớ nên xem thường, phi trường sinh nấu nung bao nhiêu ngày mới mong đạt thành. Khuyên hàng Nga hãy nghe ta đừng nên cá gan xem thường. Đã đi tấm gương quyết hiếu đắng như hoàng, còn chấm đề sống lối u mê không suy tưởng nghĩa nhân xem thường. Cung đại cao đắc son quy quyền cấm cung ba già, rồi khi phối tay khác nào phù du. Nàng không tuân chớ trách ta. Anh Nga, nàng phải chớ. Trời ơi, ta không thể xuống tay mà giết đi người bạn tình chung chăn gối. Phòng lặng lẽ đau nhói con tim thôn tức lệ tuôn tràn. Xe nát trong càng khi quanh thiệt đôi đàn. Thằng Nga ơi, ta xin nào hãy nghĩ lại tình chăn gối mà đau trả về. Mà đau trả về linh dưỡng trường sinh. Ta hứa với nàng, ta hứa với nàng ta sẽ làm một thân minh vương. Chỉ nước căn chân thấm dùng câu nhân nghiệp, để hậu thế mai sau già sử vàng không mai biết chi. Một lần thôi ta thà tiếc vàng này. Thành ra dẫu mang nặng ân tình gian nghĩa lời than quan tỷ tê của nhân lành chúng tôi, thì cướp linh đơn không cho chàng coi ý đồ kẻ đi tình dầu có chớ cùng đành cam. Hằng Nga, trả đi, trả đi. Hằng Nga, trả cho ta. Hằng Nga. Bờ ngăn cách kia đau khát. Ôi Hằng Nga nhớ thương theo mưa.
nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp và nghệ sĩ Kim Tiến rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ thay đổi không khí với một tiết mục hài kịch do nhóm của nghệ sĩ Mỹ Chi cùng với Dũng Mignon thể hiện. Một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục Vỡ Mộng. Báo đây, báo đi, báo Tuổi Trẻ, báo Sống, báo Công An đi, báo đây, báo đi. Nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Dạ bảo đi, bảo chị đi, chị đi anh hai này, múa với em đi chị đi này, chị ba, chị dạ, ba, chị ba múa với em đi chị đi, chị ba anh từ dạ, từ múa với em đi chị đi, anh từ năm 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 múa với em đi chị đi năm. Dạ bác sao chị sao anh với mẹ cái gì ạ? À? Mà buôn bán thằng tôm cá mà chở bạn. Ủa bán sao thằng tôm bằng cá? Trời ơi em bán, em bán, tôi bán, tôi bán chứ. Ê để tôi bán nha, không kiếm chuyện nha, kiếm chuyện chuyện lớn với tôi nha. Dạ bán đi. Mua với em đi chè đi, sáng giờ em ăn ế quá chưa bán được ghi nào hết. Chị ba, chị ba, chị ba mở hàng em đi chè đi, chị ba chị từ từ mua em đi chè đi từ. Chị năm, chị năm, chị năm mua em đi chè đi năm, sáu sáu mua em đi chè đi năm, sáu 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 mua em đi chè đi năm. Ủa cái gì nữa hả? Sao cô đang rau cứ nhảy họng tôi ngồi hoài vậy? Bà con nghĩ coi, nói chị vô lý mà nói họng bị lớn, em bị lớn xong vô họng em ngồi được. Ê vậy á? Tôi nhịn bà nhiều lắm rồi nha. Ủa không nhịn tôi rồi sao? Tôi nóng rồi nè. Ồ nóng rồi làm gì, tôi làm gì, tôi làm gì, tôi làm gì tôi? Tôi chơi tư bến bà đó. Mày chơi mà tao sợ mày à, chơi cái gì, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Không. Sao? Trước cửa sổ núi thầy tôi có dạy rằng. Dạy sao? Sống trên đời này con không nên sân si với phụ nữ. Đúng, sư phụ tôi cũng dạy tôi rằng không nên hơn thua những người thiếu hiểu biết. Bạn kìa. Vậy làm ăn buôn bán phân chia khu vực rõ ràng rồi. Phần sao? Khúc trên là của bà. Ồ dễ. Khúc dưới là của tôi. Ồ dễ. Mắc cái trứng gì bà tối ngày cứ bê khúc dưới rồi cũng ăn. Ăn gì chồng ăn cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Trời ơi là trời, tao ký mò mày. Gì ký tôi? Bà con nghĩ coi đầu rắm đầu thanh, hỏi tao ăn cái gì nó hấp vô mặt tôi vậy nè. Gì? Ê xin lỗi mày nha. Mày vừa phải thôi nha. Sao? Tao nhịn mày nhiều rồi nha. Cái gì? Bây giờ mày nhìn đi, nãy giờ tao đứng là tao bán cái khúc mày là khúc gì? Khúc giữa. Khúc giữa không phải của mày, phải của tôi mà anh này mới bán. Cúng của hồ mà khúc giữa rồi đó. Bà văn mùng chạy kiếp bà ngủ luôn rồi nha. Oh yeah. Tôi đi dạo khác tôi bán. Oh yeah. Ok. Oh yeah. Bảo đi, đi bán. Đi 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 đi. Nãy giờ gây lộn nó không có nhìn nhan sắc em, nhìn nó thấy nó mới hết hồn. Bán chè. Ừ chị bán chè, chị bán chè đó. Bán chè mà khi gớm không? Trời ơi trời, nghĩ sao đầu năm đầu tháng mặc đồ chối dữ vậy bà nội. Xin lỗi nha, Tết nhất nha. Bán chè nha, cũng phải có xương xa hụt rượu chứ. Trời ơi. Gì vậy? Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ủa có thấy gì đâu bất ngờ đó hả? Bà hết chỗ trồng mông rồi hả? Quất cái bông nhận thọ cho bá cho nào mà. Trời à, mày vừa phải thôi nha. Tôi trồng bông em muốn trồng, tao trồng, tao đem đậu mà tao trồng mày hả nói à. Mệt quá, sáng sớm buôn bá gặp bà xứ quẩy mà đứng đây bán. Tôi đi chỗ khác tôi bán mà vừa lòng bà. Xin lỗi à. Bên ba đây áo đây ba tụi chuyện, ba không bóc của mày đi. Mày bán được mà cái chén bán nằm mà. Trời ơi. Bà tao nói em ghét xài điện thoại là vậy đó. Thấy mỗi lần điện thoại em nó rung là toàn thân em nó chuyển động đó. Đây. Mặc dù bắn chè nhưng mà chơi điện thoại là chơi điện thoại xịn. Chơi là chơi cỡ này nè. Đó. Thấy chưa? Hello. Alo. Chị Tư bán chè phải không chị Tư? Dạ dạ em, dạ Tư bán chè, Tư bán chè đây à. Ê ê chị Tư, chị Tư cho em 10 chén chè nha chị. 10 chén chè, dạ thưa anh có liền, chẳng hay đem tới đâu à. Cà Mau. Trời ơi. Châu ơn nội chè tới chiều nha, bán chè. Trời ơi, từ bà chịu đem tới Cà Mau. Trời được, có té ra số một quỷ mập. Được rồi, mày chở đây mày biết tôi thôi. Oh, hello chị. Biết anh. Chị ơi. Ơi. Sáng giờ em có lỗi lầm chị bỏ qua cho em nha. Đâu có gì đâu, Tết nhất mà đâu có gì đâu cưng. Về vậy cho em xin đi. Em xin cái gì em? Cái đó. Em cái đó là cái gì? Cái đó. Trời. Mày vô giếng mày. Gì bà? Đầu năm đầu tháng tự nhiên mày xỉa rồi mày xin gì? Trời ơi trời, xin chén chè bà ơi bà. Ủa vậy hả?
Vậy tao tưởng là mày xin cô gái Hà Lan chứ. Có liền. Ấy. Gì? Nè, sao tôi nói cho biết nha. Tao bực bội nha. Hả? Gì? Tao bực bội nha. Bực cái gì? Từ sáng giờ tôi chưa có mở hàng cái chén chè nào hết nha. Hả? Tự nhiên lại xin chén chè làm sao hả? Ê, chữ xin đây không phải là xin xỏ nha. Tôi xin trân trọng với thiệt cho biết. Gì? Tôi không phải thằng bán báo tầm thường đâu. Ủa chứ mày lại gì? Mà tôi là một tiểu thiếu gia. What? Con của một đại gia. Không thích xài tiền cho mẹ, thích ra bán báo được không? Trời ơi đó khè tôi, trời ơi tiểu thiếu gia bị bán báo này trời. Tôi mà khè bà biết cái gì trong đây không? Bà báo cũ không chứ vậy. Trời ơi tiền đô không á. Trời ơi đô một cái ba lô vậy đó hả? Sao bây giờ mão nồi chè bà 100 đô được không? 100 đô bữa nay đổi ra tiền Việt được nhiêu? 22.532 đồng chứ nhiêu. Ôi trời ơi, đúng đây là thiếu gia rồi. Bởi vì tôi nói lời, tôi nói bán chè mà lợi ngay lăng ông đáng là bảo đảm là hốt đó. Bây giờ thiếu gia là phải mời thiếu gia ăn chè là phải trân trọng. Yeah. Đây. Em mời anh chè ăn chè. Nín đi. Gì nữa hả ngoại? Mà cho tôi ăn gì vậy? Chè. Chè sao không nói chè mà chè đâu trên đó vậy? Nốt nhạc chỗ đó nó vậy, nó đồ rê mê pha sol lá lá chè nó vô chè đầm hơi em ơi. Trời ơi chỉ là ăn chè đó mà bà mới cần dài dòng mà lôi thôi vậy không biết. Thiếu gia mời thiếu gia. Trời ơi. Trời ơi từ nhỏ tới lớn tôi chưa thấy thằng nào ăn chè mất dạy như thằng này. Ê, dạ? Bà chửi ai mất dạy á? Dạ không có, ông nói dạ, dạ không có, ông nói thiếu gia ăn chè rất là hiện đại. À dạ. Trời ơi, nãy giờ em xin lỗi thiếu gia. Em không nhìn nhan sắc thiếu gia. Bây giờ em mới nhìn. Trời ơi, thiếu gia đẹp trai quá. Thank you. Giống tài tử Hàn Quốc quá. Giang Đông Gun phải không? Cái thằng đóng anh em và bác sĩ phải không? Oh yeah. Không. Thằng nó vừa bển nó ngủ rồi. Ở bển có cái thằng nó mới lên. Mới lên. Nó đẹp trai, nó đạp bá cái một chén luôn. Bá chi một chén luôn. Lên một cái là chăng năm cuốn ngủ. Thằng đó tên gì vậy chị? Nó tên thằng Eo Trang Hy. Eo Trang Hy là y chang heo. Tôi lên máu với bà rồi. Gì hả? Bà hết chửi tôi con hồn gác đảng rồi mà chửi tôi heo. Ngốc. Tại tiếng Hàn Quốc của người ta vậy không có tự nhiên cái. Nãy giờ nói chuyện. Tự nhiên. Nghi. Con này Tấn. Khổ gì? Ở Tân Thế Hiệp quận 12 chứ không ai chơi trời á. Ê Tấn. Ai chơi tôi đó? Ta. Hả? À, thấy không? Tao biết mà. Trời ơi nãy giờ tôi nói chuyện là tao nghi mày lắm rồi mày con chú Hai Tân mấy không? Dạ đúng rồi. Ê nãy giờ nói chuyện mà không nhìn ra chị sao? Dạ xin hỏi ai vậy? Tư Dẹo cô có thằng năm nổ đó. Chị Tư. Trời ơi trời lâu quá gặp. Giờ này chị đẹp quá nhìn chị đúng không? Trời ơi mà thấy tao học sàn rồi xin sao học lụ đồ dữ vậy á. Đẹp. À. Ok đẹp đó. Đẹp. Cái này mình làm ăn khá không? Bớt lắm chị ơi. Thấy không? Tao nói rồi nhào ra buôn bán là phải ai buôn bán là cũng hốt đâu. À. Buôn bán là phải có cái đầu kinh doanh. Phải có cái đầu như chị mày nè. Đó bây giờ mày muốn làm ăn với chị phải không? Chả muốn chứ. Bây giờ vốn liếng mày còn bao nhiêu mày nói tao nghe mày hùng tao chỉ mày làm ăn cái vốn này bảo đảm hốt bạc. Mà làm gì chị? Quýnh đề. Quýnh đề. Hay. Hả? Trời bà bà. Vì cái chỗ vì cái vụ này mà tôi từ ở Hiệp Thành tao nghĩ Hiệp đó tôi chốt lên bà chịu này đó bà. Xin lỗi. Nói với mày vậy thôi chứ tao cũng vậy. Trời ơi từ Gò Vấp tao bán xuống với bà chịu tao ở là mày hiểu rồi. Vấn đề rồi trốn nợ đó, thấy không? Quần áo này nằm mướn. Mướn bận nó bán nè, nó bán không được lát không có tiền trả cho anh ta nè. Bây giờ nó vẫn chơi với mày vậy thôi. Bây giờ hai chị em mình hợp tác lại làm ăn đi. Mình bỏ ba cái vụ cờ bạc đó là tệ nạn xấu lắm mày thấy không? Thôi bỏ. Bỏ dứt khoát là phải bỏ. Bây giờ gì ha? Sao chị? Hai chị em mình hùng lại mua cái xe kẹo kéo bán được không? À cái vụ đang hot á. Đó. Ừ ngon, vụ nó ngon á. Ừ, vụ nó nãy giờ. Em hồi nào giờ chị biết em thích ra là làm MC phải không? Dạ đúng, trời ơi. Bây giờ chị cho em làm MC. Bán kẹo kéo thu tiền, sau đó nhào vô minh họa múa cho chị mày ca. Hả? Vậy thôi. Chị biết ca không? Trời ơi. Xin lỗi mày, không phải nổ. Chị mày không cất tiếng ra thôi. Tao mà cất giọng mà tao hát một cái đó hả? Cỡ Mỹ Tâm với Mỹ Linh phải ngủ hết với tiếng hát của Mỹ Tho. Trời ơi. Thôi không tin nha, giờ thử biết rồi, giờ thử đi. Rồi, chứ là phải thử liền rồi. Em ơi, thân em đi em. Làm gì tôi cũng chuẩn bị đồ chơi hết rồi đó. Giờ nghe đếm 1, 2, 3 nhào lên làm MC nha. 1, 2, 3, 10. Dữ dội quá. Ô, tướng thằng này men quá. Quá men. Cả đi cứng, làm đi cứng. Dạ. Xin kính chào quý khán giả.
Kinh Phật. Quá mềm, giới thiệu đi anh. Dạ xuống đây. Đưa chị lên, đưa chị lên. Xin giới thiệu giọng ca đang làm mưa làm gió số bích 2018. Đó, đẩy chị lên, đẩy chị lên. Giọng ca. Đó. Đã gây ra với trận lũ lụt là quá quản cho năm vừa qua. Đó. Rồi giọng ca. Đến nhà hàng, nhà hàng đổ nát. Đến rạp hát, rạp hát điêu tàn. Tới nhà mày, nhà mày phật cái. Hả, cái gì? Ê, giật giật mày. Sao? Ê, tết giết một nhau ra mày nói tao vậy đó hả? Chị nói gì? Mày nói tao vậy rồi tự nhiên rồi tao chưa hát tao mới ra tao giác cái mỏ thôi với bạc cà chua rồi quăng ở trong mỏ tao hay sao hả? Thì chị kia em lăn tới nóc, em lăn tới nóc luôn. Trời ơi, mày nói tóm gọn thôi, mày nói cái gì kỳ cục vậy? Giao giới thiệu là sau đây giọng ca có gì tư dẻo hòa nhạc phẩm chiều xương 1, 2, 3 tao nhào ra tao hút một bãi liền. Đó, nói. Dạ, xin mời quý khán giả thưởng thức giọng ca về tư dẻo hòa nhạc phẩm chiều xương là sự minh họa của Dũng Mỹ Nhon. Quý sao dễ 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 dễ. Có một chiều chiều xuân như thế nắng mà ngập tràn hồn em hồn em ngất bao giờ chứ ốc thiên mẹ bé hả hiểu gì à, giờ giỡn mặt hả sao vậy à, cái vấn đề tao rủ mày làm ăn hả? Thích thì làm không thích thì chia tay. Ok ủa nghĩ sao tự nhiên tao cất giọng lên ca với bà con chuẩn bị vỗ tay cổ vỗ nhàu xuống mà thọc huyết heo là sao hả con lại bà nội mẹ bà nghĩ sao bà hát tao chênh chảnh á quất cái đùng xuống đây sao con nhảy nổi hát không có hơi hám gì á ủa vậy hả ừ trời ơi hèn gì hèn gì mỗi lần mà tao ca tao xin vô đoàn hát á cái trưởng đoàn nói câu ngọt ngào thế này nói sao họ nói trời vậy chi tôi nói thiệt chị nha hồi nào giờ tôi chưa có nghe một cái giọng ca nào mà điêu luyện mà xuất sắc với chị trời. Đó nhưng mà thôi chị nên đem cái giọng ca chị về chị hát cho chồng con chị nghe đó tiền bà con lân cận họ đuổi khéo chị ơi thầy nói mà nghe nè bây giờ thôi giờ vậy đi sao bây giờ hai chị em mình đó lo làm ăn lại đúng rồi đó bỏ hết cờ bạc đi rồi ca hát á mình phải học rồi cho nó đàng hoàng à. Ra phục vụ cho bà con nó phải muốn hát gì hát muốn ca gì ca muốn nói gì nói thấy không đúng rồi thôi bây giờ trước khi chia tay hôm nay cũng là tết nhất rồi mà thấy không tết rồi mấy ngày tết vui mà vui đúng rồi bà con cô bác nào giờ biết chúc tết cho bà con rồi không dạ biết chứ dạ em đại diện chị em chúc cho bà con rồi, rồi em đại diện nha chúc đi kinh dạ bước sang năm mới em kính chúc quý vị lúc nào cũng được vui vẻ lúc nào cũng được tươi trẻ hay quá không bao giờ xài tiền lẻ đúng rồi mình giàu mà khuyên mấy ông đừng nên có vợ lẽ sao vậy bà xã bắt được bỏ đánh cho một mẹ thì lúc đó cái mặt cái nùi dẻ đúng rồi một vợ một chồng thôi đó lại em kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào mạnh khỏe bây giờ tới chị chú rồi nha kênh nghe nè và kính thưa bà con cô bác nhân dịp xuân về em xin đại diện cho hộ khẩu gia đình của em kính chúc cho tất cả bà con cô bác được vạn sự như ý tiền bạc nó có vô thì đừng vô tí tí mà mỗi lần vô phải vô cả ký và nếu muốn tiền bạc vô cả ký thì chúng ta phải làm gì chúng ta phải lo tăng gia sản xuất để chi để tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau tiền vàng gặp nhau sẽ chui vào trong tủ lớp thì mua đất lớp thì mua vàng nhưng nhớ là chúng ta phải lo đi làm từ thiện dạ bây giờ em xin có một câu chúc để chúc cho tất cả các chị các em các cô dạ em xin chúc quý bà quý cô quý chị nên hạn chế vấn đề sinh đẻ đúng đừng cho ra đời mỗi năm một trẻ đúng mà ba năm phải đẻ một lần mỗi một lần đẻ ra chín đứa trẻ đúng nhá dạ không dạ em nói lộn trời ơi dạ một trẻ dạ nếu lời chúc của Mỹ Chi gọi là hữu lý xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay gọi là hết ý dạ giống hài Mỹ Chi Dũng Mỹ Nhon chúng tôi xin chào vị khán giả thân mến. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ Mỹ Chi và nghệ sĩ Dũng Mỹ Nhon rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, dịp Tết này thì từ đầu năm khi mà gia đình chúng ta chuẩn bị để đón Tết thì rất là tất bật. Và sau đó chúng ta vào những ngày mùng 1, mùng 2 thì đi thăm gia đình, bạn bè, người thân. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi viếng chùa cũng như là viếng những nơi tâm linh để có được một cái phước ban xuống. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một lớp ca cảnh Thiên Hoàng Mẫu do nghệ sĩ Lăng Ba thể hiện, được trích trong album mới nhất của nghệ sĩ Lăng Ba năm 2018. Một tràng pháo tay thật lớn cho ca cảnh Thiên Hoàng Mẫu.
giác đông đầy tôn tứ hai hàng chính du đường hoàng hôn hậu thiên nghi vũ di điện các kim triều đàn con thơ cũng cung phục quỳ trình dâng lễ nghi trân quốc hạng ban hồng đức linh bà khắp xa gần đều một quai mẫu nương thiên hoàng hoàng thượng thiên chúa nương kim triều đồng hải bên lượng trời xinh soi xét dân thần con muốn ghen cho nhiều niềm hân hoan chúng ba ngàn ngàn thương nâng tay mời thái bà thương yêu bố ban hồng ân ngàn muôn nơi ông nó thăng bừng nhạc lưng lưng réo vui hòa vang khi đàn lòng lớn chúng múa vui cho điện vàng đây coi trăm hoa ngàn hương bao buồn lo thế nhưng nào dương không ngày đêm ghé ghen hờn cằn đâu mà câu khăn tương trước dân ngôi cao quyền quy thêm sâu mi làm vui không hiểu câu luận trời nghiêm khắc đâu dung cho loài gian nay dòng thở khéo xe thành thơ những lời ca gửi trao gần xa cho bao điều những nghĩa mai luôn định sâu còn đi không tư
cảm ơn nghệ sĩ Lan Ba rất nhiều và cho Lê Hoàng xin được phép cảm ơn Lan Ba các em sân khấu nhiều một tí xíu ạ. Thank you anh. À, vâng, và cái tiết mục này đó là một cái tiết mục mà được phải nói là tiết mục gửi lọc cho quý vị khán giả mà nghệ sĩ Lan Ba đã cố giấu cho tới giờ phút cuối mới phát hiện ra là đây là cái tiết mục mà đặc biệt mà nghệ sĩ Lan Ba có phát lọc cho quý vị. Và Lan Ba ơi, còn có được biết là sắp tới Lan Ba có sẽ tổ chức một show diễn cũng tại sân khấu Lê Hoàng, thì Lan Ba có thể tiết lộ một tí xíu thông tin về cái show diễn của mình để quý vị khán giả có thể biết được không ạ? Dạ. Lời nói đầu tiên, Lăng Ba Con xin thay mặt tất cả ekip chương trình ngày hôm nay, anh chị em nghệ sĩ cũng như tất cả các anh chị em hậu đài nhân công ban nhạc gửi đến quý khán thính giả lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và mong một năm Mậu Tuất trường tồn vạn phát, phước đến nhà nhà, vạn người yên ổn đến tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Thì đúng một tháng nữa, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, vào ngày 24 tây tháng 3, đệ tử Lăng Ba Con cùng tất cả ekip anh chị em nghệ sĩ chấp chưởng một đêm nghệ thuật chương trình Tâm với Nghề 2. Và chủ đề lần này, anh chị em nghệ sĩ chúng con quyết định lấy chủ đề là Tiên Khúc Dân Mẫu. Vâng, Lan Ba có thể tiết lộ là tại sao Lan Ba chọn cái chủ đề của mình là Tiên Khúc Dân Mẫu không ạ? Dạ, kính thưa tất cả quý bà con, cô bác, các bậc trượng thượng, quý khán giả ân nhân cũng như quý vị Phật tử, linh tử, trong cuộc sống chúng ta, đạo và đời luôn tương quan bổ trợ cho nhau, không thể nào chia lìa hai hướng này được. Cho nên Lăng Ba Con ngày hôm nay ở giữa cuộc đời này, trên bước đường đời này, con luôn song hành và con luôn mong tu tâm dưỡng tánh theo con đường đạo. Và cái thông điệp đó con muốn cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ ngày hôm đó chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần cũng như quý vị Phật tử linh tử một chút tâm linh và một chút màu sắc của cái bộ môn nghệ thuật hồ quảng mà anh chị em chúng con đã dày sức, đã đi theo và đã bước theo con đường nghiệp tổ. Con không thể nói trước cái gì về cái này nó một xíu quyền di, nhưng đến với đêm diễn chúng con chỉ biết tận sức và tận lực để làm hài lòng tất cả quý khán thính giả, từ tâm, từ mỹ mãn cho tất cả, từ hình ảnh sân khấu cho tới trang phục và những cái thông điệp mà chúng con muốn chia sẻ cho quý khán thính giả. Và con kính mong ngày hôm đó con sẽ đón nhận tất cả những tình cảm yêu thương. Ekip chương trình của chúng con sẽ nhận được sự hiện diện và sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả hiện diện trong đêm tối ngày hôm đó. Vâng, xin được cảm ơn nhiều lắm. Lan Ba rất nhiều. Dạ. Và dạ, bây giờ con xin phép lui vô để nhường sân khấu vào một tiết mục rất đặc biệt đang tiếp tục diễn ra, quý vị cho đón xem nhé. Dạ, xin chào Lan Ba. Kính thưa quý vị, và trong những cái chương trình sắp tới sân khấu Lê Hoàng, cho phép Lê Hoàng xin được giới thiệu đến quý vị khán giả là ngày 17 tây tháng 3 sẽ là trọn vở cải lương Hồ Quảng Loạn Chiến Phụng Hoàng Cung do nghệ sĩ Thái Vinh tổ chức cũng tại sân khấu Lê Hoàng. Và tiếp đó là ngày 25 tây tháng 3, đó chính là nghệ sĩ Lan Ba. Ngày 24 tây tháng 3 là nghệ sĩ Lan Ba sẽ tổ chức chương trình Tâm Với Nghề số thứ 2. Và ngày 25 tây tháng 3 thì ca sĩ Hoàng Phong sẽ tổ chức live show cũng tại sân khấu Lê Hoàng. Kính mong quý vị khán giả sẽ đón xem những chương trình sắp tới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trích đoạn Song Nữ Loạn Diên Môn, tác giả Đào Việt Anh, bửu truyện, với sự tham gia góp mặt của nghệ sĩ Chí Linh trong vai Lý Thường Quân, nghệ sĩ Vân Hà trong vai Đàm Tuyến Nữ, nghệ sĩ Kim Ngân trong vai Mai Tuyết Trinh, nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa trong vai Hoàng Hiểu Nghĩa và nghệ sĩ Thúy My trong vai Đàm Hoa Chi. Một tràng pháo tay thật lớn cho Song Nữ Loạn Diên Môn. Trời ơi, còn ngồi cười trời. Cười gì ông? Người ta khóc mà cười gì? Khóc mà cái mặt như cười vậy. Quỳnh mà còn ngồi còn khóc được, chứ đệ là không có khóc, không cười được luôn á.
không đâu. Thương tôi thương nhớ mong chờ, ngày nào tan vỡ. Ai xui khiến tao phùng giờ đành sẽ xa. Đàm hoa ơi giờ em ở đâu, bài xa chi buồn thương mê dâu. Trời già đành chia đôi quanh, tình ta phải cạp lìa nhau. Thank you.
mình mãi mãi câu vai. Dù cho trần đổi sao trời, tình nàng ta cũng đợi vai. Hoa Chi, chàng đừng lo, đây hàng thư em viết dâng lên cùng Nguyễn Soái, để lần cuối đôi đường không chia cách. Chị, ta hãy cùng nhau giống trống, thỉnh Nguyên Soái thăng đường. Cẩn thận nha em, đáng lên nha nè. Cẩn thận nha em, Hoa Chi. Thank you.
sống nhau lệ ai mi. Áo xanh bài xa chi, quân ơi hẹn ký sao ta gặp qua chi. Đôi mình không quan lên, không quan đi, về đi, Linh Nhi, về đi. Em biết đâu lỗi đâu rồi, không được mà về đi. Sao? Không về, không về nha. Không về. Mọi người gặp nhau khi nói lời chia tay, số xa về đi bà. Oh.
ân tình hôm nay không tròn duyên số, mai mốt này cùng mong nghĩa đệ. Tiên Trinh, tiên nữ ơi, tiên nữ ơi, nàng ơi, ta sẽ nguyện hy sinh tất cả. Ta nguyện cưới lấy hai nàng chứ không thể bỏ một. Trời ơi, được luôn hả? Được luôn hả? Ăn gian vậy rồi cưới hai vợ, hai vợ luôn vậy trời. Chịu không vậy? Hy sinh mà. Thôi em ơi. Tiết mục Song Nữ Loạn Vi Môn vừa rồi, và tiết mục này cũng đã chính thức khép lại chương trình Long Phụng Mừng Xuân. Kính chúc quý vị khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn chị mẹ. Cảm ơn ba má Hường và ba Phương Đại đã cực khổ ngồi tới cuối chương trình. Cảm ơn cô Thái. Cảm ơn Phúc Ngọc Anh rất nhiều. Cảm ơn Phúc Ngọc Anh nha. Cảm ơn cả nhà của em. Cảm ơn tất cả.